sau đây là nhờ nghiên cứu giải tội thai cho cuộc thi hiến để chúng ta gửi đến truyền giáo CNA và kính mời anh Ngọc và cho anh cầu nguyện cho chị giải nghiên cứu và sau đó xin mời cô chị nghe và cô đạo quyền cô bảo cho những điều đó. Xin kính mời quý mời các em cùng đứng lên thay mặt cầu nguyện cho viên hiến hôm nay. Thứ lạy Đức Chúa Trời ba ngôi là Cha nhân từ chúng con lên tiếng cảm tạ ngài đưa dẫn mẫu và anh chị em chúng con đến đền thờ của Chúa ra mắt thờ cùng Chúa và được ca ngợi danh của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, xin Chúa cũng ở cùng mẫu và anh chị em chúng con được ơn của Chúa buổi tối hôm nay để chúng con được lắng nghe lời của Chúa và cũng dùng lời của Chúa để áp dụng vào đời sống của chúng con. Chúng con được Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, được Chúa cứu sống linh hồn của chúng con. Xin Chúa cũng cho chúng con nhớ đến những đồng bào của chúng con được chưa được nghe lời Chúa. Xin Chúa cũng giúp giấy và để cho những người đồng bào chúng con biết đến Chúa và thờ phượng Chúa. Chúa ơi, một người, những người quốc gia nào biết thờ phượng Chúa là được sự chúc phước của Chúa. Xin Chúa cũng làm thành ý định của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cho chúng con nhớ đến những người rao giảng tin lành cho Chúa, và xin Chúa cũng cho chúng con là những người biết đóng góp xây dựng lời của Chúa và công việc Chúa được phát triển. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa cũng dùng số tiền của chúng con hôm nay để dâng lên cho công việc nhà Chúa, và xin Chúa mở mang nước Chúa được trên đất trời này được đến. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và xin Chúa cũng dùng số tiền để chúng con làm vinh hiển danh Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời quý vị.